Xin kính chào khán thính giả đang xem đài. Chúng tôi là Tỳ Kheo Ni Thích Diệu Thiện, trụ trì ở Thiền viện Phổ Môn. Hôm nay đến với quý vị qua chương trình Tìm lại chính mình. Tìm lại chính mình để có được niềm vui. Vui với bản thân, vui với những người chung quanh và vui trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và hôm nay chương trình của chúng ta sẽ có Phổ Ân. Xin Phổ Ân giới thiệu mình đến với đài. Xin kính chào quý vị khán giả trên đài. Phổ Ân đã đi theo Thiền viện Phổ Môn học tới đây đã được 4 năm. Kính thưa Ni Sư, là theo con biết là tháng vừa rồi Ni Sư đã bận rộn với một khóa tu học ở bên Âu Châu. Và không biết là Ni Sư có một cái gì đặc biệt sau cái khóa tu học này muốn chia sẻ đến cho mọi người nghe không? Cảm ơn Phổ Ân đã có lòng đề nghị. Thật ra là nếu mà nói đến cái chuyến hoằng pháp ở châu Âu thì có rất là nhiều điều để mà chia sẻ lắm. Nhưng mà hôm nay chắc có lẽ là thời gian không có nhiều, cho nên là có lẽ là sư muốn chia sẻ một cái chủ đề rằng là làm sao chúng ta có thể đứng trước những cái chướng ngại mà mình có thể bình thản, sáng suốt và vượt qua những chướng ngại một cách dễ dàng. Thật ra như Phổ Ân biết là trong cuộc đời của chúng ta đó, đôi khi chúng ta có những cái hoài bão hoặc có những cái ước mơ, có những cái trăn trở mà mình lại muốn làm sao để thi hành những cái hoài bão hoặc là những cái ước mơ của mình. Nhưng mà muốn thì một điều, nhưng mà đến khi mình bắt tay vào làm á thì đôi khi nó gặp rất là nhiều cái trở ngại. Mà đa số là khi đứng trước những cái trở ngại đó, nhiều khi mình lại bị bỏ cuộc. Mình không có cơ hội để mình thực hiện cái tâm nguyện của mình. Thì đó là cái mà khi mà chúng ta có tu học, thiền sẽ giúp cho chúng ta đứng trước những cái vấn đề khó khăn như vậy. Mình rõ về mình hơn, mình hiểu được về những cái nội tâm của mình nó đang xáo trộn như thế nào. Hiểu được những cái quyết định của mình làm. Thì khi mà mình rõ như vậy thì tự nhiên mình sẽ dễ dàng mình vượt qua những cái chướng ngại. Thí dụ như đây là một cái ví dụ rất là rõ khi mà xảy ra ở bên Anh. Thì như Phổ Ân như quý vị biết rằng là khi mà chúng tôi có chuyến hoằng pháp ở bên châu Âu thì cái chuyến đầu tiên á dừng là chúng tôi dừng ở tại Anh. Thì thường thì Thiền viện Phổ Môn có mở những cái khóa tu học dành cho những người các nước, cho nên là mọi người đến tu học và mọi người thấy rất có lợi ích. Sau đó thì giới thiệu cho những bạn bè của mình ở các nước khác để mà được đi tham dự. Thì khi mà nghe tin chúng tôi là đi qua bên châu Âu, cho nên quý vị mới giới thiệu chúng tôi đến với những người ở bên Anh. Thì khi mà bạn bè nghe được cái tin là chúng tôi đến bên Anh thì quý vị rất là mừng và hy vọng là được gặp. Trong suốt thời gian đó là liên lạc qua lại để mà làm sao lấy cái hẹn để được gặp. Nhưng mà Phổ Ân biết rằng là khi mà qua tới Anh thì chiều hôm đó là đúng ra là cái chương trình sẽ được gặp nhau tại bên Anh. Nhưng mà tới cái giờ hẹn rồi thì cái người mà muốn gặp chúng tôi thì lại không gặp được. Sau đó hỏi ra và liên lạc thì mới find out rằng là cô ta trên đường đi đến gặp chúng tôi là đi bằng xe lửa. Thì nhiều việc xảy ra trên xe lửa quá thì cô ta bắt đầu hốt hoảng, sợ hãi. Và như quý vị biết rằng là khi mà một cái chuyện xảy ra như vậy mà mình hốt hoảng, mình sợ hãi thì tự nhiên một cái sợ rồi mà mình suy diễn, mình sợ hơn nữa, thành ra chân tay của mình nó bủn rủn, rồi tim của mình nó đập mạnh và mình bắt đầu mình tưởng tượng ra nhiều thứ lắm. Mà khi mình tưởng tượng ra như vậy thì tự nhiên cái nỗi sợ hãi nó càng lớn. Và chính vì vậy mà cái quyết định mà đi nữa nó không thể cho phép mình đi. Và cuối cùng mình phải quay về. Thì cô ta phải quay về và không có tiếp tục đi được nữa. Sau đó thì chúng tôi liên lạc được với nhau thì biết được rằng là cô ta vì cái trở ngại như vậy mà cô ta không thể tiếp tục cái chuyến gặp của chúng tôi. Nhưng mà cái hay rằng là Phổ Ân biết rằng là
khi mà biết được cái tin như vậy thì cô mình từng bước mình chỉ cho cô ta là cứ bình thản trở lại, ngồi lên, rồi từng bước để ý lại cái hơi thở của mình, hơi thở vào, hơi thở ra, rồi xong rồi để ý cái nhịp tim của mình nó đập mạnh như thế nào. Thì lúc đó cô ta bắt đầu ngồi lên, cô ta để ý cái nhịp tim, để ý cái hơi thở vào, hơi thở ra, và để ý cái nỗi sợ hãi nó đang khống chế mình. Thì cô ta vừa để ý như vậy thì tự nhiên cái người của cô ta bắt đầu nó điềm đạm trở lại. Và cái suy diễn thường thì cô ta bắt đầu nó diễn rất là nhiều, nhưng mà khi được hướng dẫn thì tự nhiên cô ta phát hiện những cái tư tưởng nó đang diễn ở trong đầu của cô ta, và tự nhiên cô ta bình thản trở lại, lấy lại được cái bình tĩnh, hơi thở thở vào thở ra bình thường trở lại, nỗi sợ hãi bắt đầu nó lắng xuống, và những cái suy diễn á nó không còn nữa, và tự nhiên cô ta thấy cô ta khỏe ra. Và lúc đó cô ta cũng muốn trở lại để gặp gặp sư, nhưng mà sư hẹn ngày mai. Thì ngay lúc đó cô ta mới nói rằng là thật ra bao nhiêu năm tháng rồi, mỗi lần cô ta bị như vậy là cô ta không biết cách giải quyết như thế nào, và mỗi lần mà bị như vậy là nó phải kéo dài cả tuần lễ, không có thể nào mà hồi phục lại cái tinh thần của mình được hết. Nhưng mà rất là hay, chỉ qua một sự hướng dẫn sơ sơ như vậy thôi mà cô ta lấy lại được cái bình tĩnh, lấy lại được cái can đảm, lấy lại được cái sự tươi mát. Và sau đó thì cô ta hẹn sư để mà gặp cái qua ngày mai. Thì đó là một cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị, rằng là đứng trước những cái khó khăn là chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải có một cái sự định tĩnh, có một sự điềm đạm, và chúng ta phải phát hiện những cái tư tưởng của chúng ta, bởi vì cái tư tưởng của chúng ta lúc đó nó diễn rất là mạnh. Mà càng diễn thì cái hồi hộp nó càng lớn, càng diễn thì nỗi sợ hãi nó càng lớn. Và nỗi sợ hãi nó càng lớn thì cái chân tay của mình nó càng bủn rủn, và mình không thể làm được cái gì hết á. Và như vậy thì cái hoài bão hay cái ước mơ hay là cái trăn trở hay cái điều mình muốn thực hiện á, chắc chắn mình sẽ bỏ cuộc. Thì nếu mà mình có tu học, có nhìn lại mình, có thiền thì giúp cho mình không có bỏ cuộc đứng trước những cái khó khăn thử thách. Cô Ân có thấy như vậy không? Dạ, thì nghe câu chuyện của ni sư vừa kể đó thì nó có liên quan tới một câu chuyện của con, tức là cách đây 7 năm trước đó. Con có những câu hỏi, thì lúc đó con cũng ngoài 30 tuổi thôi, con có những câu hỏi như là tại sao mà con không muốn giận, nhưng mà tại sao mà khi đụng chuyện con vẫn giận. Rồi câu hỏi nữa là tại sao con không muốn sợ, tại sao con vẫn sợ. Rồi tại sao con không muốn buồn, nhưng mà tại sao con vẫn buồn. Thì khi con có câu hỏi đó, con cũng đi tìm đọc sách vở và hiểu biết rất là nhiều. Nhưng mà hiểu thì hiểu thôi, nhưng mà con vẫn không cách nào mà giải quyết được vấn đề tận cái nguồn gốc của nó. Và sau đó con mới nghĩ tới là đi thiền. Thì con mới nhớ là thiền viện Phổ Môn nó cũng gần nhà con. Tuy nó rất là gần nhưng mà con không dám qua. Thì có một hôm con mới chạy tới đằng trước cổng thiền viện, thì con mới đậu xe xuống, thì con mới dòm vô, con chuẩn bị con đi vào, thì con mới dòm thấy mấy ni sư đang làm việc đằng trước. Thì con dòm thấy, ủa sao mà mặc quần áo sao mà lạ lẫm quá. Tại vì sự thật thì con cũng là người có đạo, thì cái người có đạo thì họ suy nghĩ cái lối của họ suy nghĩ nó một cái phương lối khác. Và khi mà vào cái thiền viện á, thì có vẻ về nghiêng về Phật giáo, thì con có một cái cảm ứng như là nó lạ lạ, nó nghịch nghịch trái trong lòng, sao đâu á, con không dám vào. Thì đó con đi về. Rồi sau khoảng đâu một tháng á, thì con mới vòng lại. Con vòng lại, con nói con quyết định con phải vào. Nhưng mà đến khi con vòng lại xong á, thì con lại thấy những thiền sinh họ mặc những cái bộ đồ mà để thiền á, con lại thấy nó lạ gì mà nó lạ mà nó quê, mà có nghĩa là cả cuộc đời con sống ở ngoài đời con không bao giờ con thấy, mà con thấy nó chống trái làm sao trong người á. Rồi con lại đi về. Thì khi đi về như vậy thì con mới quên hết mọi chuyện. Thì khoảng 3 năm sau á, thì con có một người bạn, họ gia đình bị lục đục trong gia đình, thì họ mới anh ta mới rủ con đi vào. Thì cũng cái duyên đó mà con vào. Thì con vào thử nó ra làm sao. Thì khi con vào á, thì con nghe những 1, 2, 3 bài pháp của thầy nói, thì con thấy nó hay, như là nó đã thông được những cái câu hỏi của con, mà nó có vẻ như là con không có tìm được như ở nơi khác, hoặc là một cái môn phái khác, hoặc là một cái cuốn sách nào đó con chưa bị con nghe được, mà con cảm thấy là nó rất là hay và có thể giải quyết được cái nội tâm của con. Thì từ đó trở đi con mới quyết định là theo học. Thì trước khi theo học như vậy thì con cũng nghĩ là
con là người có đạo mà vào đây học, thì sau khi những bài pháp như vậy thì con thấy nó hình như là thầy dạy không có liên quan tới đạo này hoặc đạo nọ, mà cũng không bao giờ nói là phải tin Phật hay là tin người này tin người kia, mà thầy concentrate vào cái nội tâm là hễ có buồn phiền giận hờn là mình có vấn đề rồi, thì hễ mình có vấn đề thì mình phải chỉnh đốn cái vấn đề ở nơi mình, chứ thay vì mình dòm ra ngoài mình chỉnh đốn người ta thì thôi bây giờ mình quay về mình chỉnh đốn mình, thì có nói nó hay và cũng không có liên quan tới đạo của con cả. Thì con mới quyết định con theo, thì quả thật là tới bây giờ là 4 năm thì con thấy là trong thiền viện Phổ Môn có rất là nhiều loại người đạo Hồi giáo rồi đạo Công giáo sinh hoạt ở trong đó, thì họ rất là hòa hợp với nhau và cái sự lợi ích đó, nó rất là nhiều. Sự lợi ích thứ nhất là con cảm thấy như là con sống vui vẻ với người ta hơn, về gia đình đó, thì con sống vui hơn rất là nhiều, thì cũng chính bà xã con cũng thấy được cái chuyện đó. Và cái thứ hai nữa là con vẫn giữ đạo của con, nhưng cái này cái thiền nó có vẻ giúp con để mà đã thông được những cái mà nỗi sợ hãi, những cái stress, những cái công ăn việc làm hàng ngày, những cái bực bội trong gia đình hàng ngày, thì con cảm thấy là thiền là giúp đỡ tận nguồn gốc và cũng không có liên quan tới đạo nào khác, thì con thấy rất là hay. Thì không biết là con xin mời ni sư nói thêm. Thì cái mà Phổ Ân nhận ra thì cái điều Phổ Ân nhận ra rất là hay, là bởi vì cái chính cái Phổ Ân nhận ra mà chia sẻ hôm nay cũng cho mọi người thấy rằng là đôi khi mình vì những cái chướng trong nội tâm của mình hoặc là cái ngại mà nó làm cho mình không có dám đi để mà tháo gỡ những cái vướng mắc trong lòng, hoặc là đi để làm sao sống vui. Tại vì mục đích của Thiền viện Phổ Môn là giúp cho mọi người sống vui thôi, và không có đặt nặng về tôn giáo. Thành ra khi mà Phổ Ân đi như vậy thì Phổ Ân tự nhiên cảm thấy thoải mái và cảm thấy cởi mở và cảm thấy cũng yên lòng, bởi vì người thân của mình sẽ không có cảm thấy rằng đó là một cái sự khó khăn. Mà Phổ Ân nói rằng là giai đoạn đầu mà Phổ Ân đi mà Phổ Ân thấy rằng là sợ, thì bây giờ Phổ Ân còn sợ hết. Thực chất ra thì khi đi vào thiền viện thì dĩ nhiên là từ từ con mới nhận ra được là cái sợ hãi hồi lúc đầu, những cái mà tư tưởng về cái khái niệm là phải mặc ăn mặc như thế này thì mới đúng. Thì những cái khái niệm, những cái tư tưởng đó nó làm cho con có một cái cảm giác như là sợ hãi và không có gần gũi được. Thì sau khi mà con vào thiền viện thì con thấy ủa nó đâu có vậy đâu. Thực chất ra những gì mình thấy bên ngoài nó đâu có phải như là những gì mình suy nghĩ. Thì nhiều khi con nói, nhiều khi con ngồi con suy nghĩ là nói nếu mà hồi đó cách đây 7 năm trước á, nếu mà con nghĩ ra được cái chuyện như bây giờ đó thì con đâu có phải là wasting time tới 3 năm trời rồi không có học được những cái bài pháp như bây giờ, hoặc là nếu mà không có nhờ cái người mà bạn của mình dắt vào thì tới bây giờ chắc con cũng không có giải quyết được những cái phiền não ở trong lòng mình. Thì đó cũng là một cái cơ duyên rất là hay để mà gặp được ni sư. Thì con thấy là cái vấn đề mà học đây á, nó rất là hay. Thì không biết là trong tương lai đó ni sư có những cái khóa học gì cho tụi trẻ không? Thật ra là cuộc sống mà vui á thì nó cũng liên quan tới cha mẹ, con cái hoặc vợ chồng. Cho nên là khi mình giúp cho người lớn thì mình cũng giúp luôn cho tuổi trẻ. Thật ra thì khi mà đứng trước nhìn thấy mấy em trẻ mà có những cái khó khăn á, thường thì chúng ta nghĩ rằng là ôi mấy em trẻ nó còn nhỏ quá, nó đâu có biết cái gì đâu. Nhưng mà thật ra là mấy em trẻ nó cũng có những cái suy tư của nó cũng có những cái trăn trở của nó. Mà Thiền viện Phổ Môn thì đã mở, gần đây đã mở 6 khóa. Mà trong vòng 6 khóa là đã giúp cho rất là nhiều các em có lại niềm vui, có lại cái sự tự tin và có lại cái truyền thông giữa cha mẹ và con cái. Và mấy em lại tha thiết cầu thỉnh sư là làm sao cho tụi con có cái khóa mùa hè để mà tụi con có cơ hội về mà được học thường xuyên hàng tuần. Chính vì cái tha thiết của mấy em cũng như là khi mà cha mẹ đến khóa tu học á, thì cha mẹ mới thấy rằng là rất là lợi ích. Bởi vì khi mà mình hiểu được mình hiểu được con mình thì tự nhiên cuộc sống gia đình nó vui hơn, và cái cách nói chuyện giữa cha mẹ và con cái nó có cái sự cảm thông hơn và có cái sự hiểu nhau nhiều hơn. Thì chính vì vậy mà bậc phụ huynh cũng đề nghị rằng là Thiền viện Phổ Môn cũng mở những cái khóa mùa hè cho các em.
thì Thiền viện Phổ Môn đã, chính vì cái lòng của mọi người tha thiết, thì bây giờ đã mở một cái khóa là 3 tháng vào mỗi Chủ nhật từ 11 giờ tới 12 giờ rưỡi. Thì cái mục đích của cái khóa mà cha mẹ và cái khóa mà dành cho tuổi trẻ 3 tháng á, là cái mục đích để làm sao cho mấy em, tại vì sau nhiều ngày học hành mệt mỏi hoặc là cuộc sống nó quá nhiều cái stress, cho nên là muốn cái khóa đó là cho mấy em về, mấy em thư giãn, cởi mở, thoải mái ra và tâm tình nói chuyện. Thì những nếu mà có nhóm người Việt á, thì cho mấy em tập nói tiếng Việt. Thay vì học tiếng Việt thì giờ mấy em tập đàm thoại tiếng Việt. Rồi mấy em lên mấy em kể chuyện, mấy em chia sẻ để từ từ mấy em mạnh dạn hơn. Rồi cho mấy em về làm sao về nhà để mà nói chuyện với cha mẹ. Thì đó là cái khóa mà dành cho các em. Rồi các em có những cái giờ thủ công, những cái giờ thủ công là giúp cho mấy em tập trung hơn hoặc là làm sao phát triển cái năng khiếu của mình. Rồi ngoài ra thì cho mấy em có những cái cơ hội để mấy em chia sẻ những cái khó khăn trong lòng mà xưa nay mấy em không có cơ hội chia sẻ, thì cũng cởi mở ra hết. Thì trong suốt 3 tháng mùa hè như vậy là làm cho mấy em tươi mát trở lại, cởi mở trở lại, thoải mái trở lại để mấy em vào trường cho cái mùa học sắp tới. Thì đó là cái chủ trương của cái khóa tu mùa hè cho mấy em, Phú Ân. Dạ, thì nghe sư cô, nghe ni sư nói như vậy thì nghe rất là hay. Không biết là ni sư có thể là cho quý vị khán giả cái information của Thiền viện Phổ Môn không? À, cái khóa đó là ngày 9. Dạ, hạn như là cái điện thoại, số điện thoại. Cái khóa đó là ngày 9 tháng 6 là bắt đầu và kết thúc vào ngày 25 tháng 8. Và cái số điện thoại để quý vị gọi vào ghi danh là bởi vì cái số người nhận vào có giới hạn. Cho nên xin quý vị gọi vào ghi danh sớm, là số điện thoại là 281-565-9718. Và rất là cảm ơn khán thính giả đang xem đài. Và một lần nữa chúng tôi cũng chúc quý vị rằng là chúng ta đã có những cái trăn trở, cái thao thức, cái tâm nguyện gì thì chúng ta cứ làm, cứ mạnh dạn đứng lên. Và nếu gặp bất cứ cái chướng ngại nào thì chúng ta chỉ cần bình thản, tỉnh táo, quay lại, để ý lại thân tâm mình thì tự nhiên mọi cái nó rõ ràng ra và chúng ta vượt qua những cái chướng ngại để chúng ta thành tựu được cái tâm nguyện của mình. Và kính chúc khán thính giả là bất cứ những khó khăn nào chúng ta cũng có thể vượt qua được. Xin chúc quý vị có một ngày vui. Dạ, con xin cảm ơn ni sư đã cho con một bài pháp rất là hay. Và con cũng xin kính chào quý vị khán giả. Dạ, xin gặp lại quý vị khán giả vào lần tới. Thank you.